Trong suốt 365 ngày, mọi người đều phải làm việc để xây dựng cuộc sống cho gia đình và cho xã hội. Cuộc sống quá bận rộn, người lớn chỉ lo cho các em thiếu chi ăn, mặc, học hành, nhưng ít khi chú ý đến sự giải trí cho các con em. Có giải trí thì đời sống mới cân bằng. Người lớn có nhiều cơ hội để vui chơi giải trí, nhưng trẻ con chúng ta thì sao? Các em không thể tự lập mà còn lệ thuộc vào sự bảo bọc của cha mẹ, của người lớn. Cho thứ gì thì chỉ nhận thứ đó thôi, không được quyền lựa chọn. Các em thì bị gò bó trong những căn phòng gần gũi với các trò chơi do người lớn làm ra. Các em ít có cơ hội sống ngoài trời cùng thiên nhiên để phát triển. Trong văn hóa Việt Nam, Tết là ngày quan trọng nhất. Tết Trung Thu là ngày quan trọng của tuổi thơ. Vào ngày này, người Việt dành trọn cho các em, tạo cho tuổi thơ có một kỷ niệm đẹp, được sống hòa nhập cùng thiên nhiên với bóng trăng tròn. Và sáng, các em được vui chơi, ca hát, nhảy múa và được rước đèn đến mặt trăng. Là người lớn, chúng ta nên chú ý, quan tâm đến các em nhiều hơn nữa. Không chỉ một ngày Trung Thu, mà nên quan tâm đến nhu cầu của các em trong suốt một giai đoạn tuổi thơ. Việt Nam có câu, tre tàn thì măng mọc. Tuổi trẻ là căn bản, tuổi trẻ là đường cột của tương lai. Tuổi thơ sống thiếu thốn, không phát triển đầy đủ về mặt tinh thần thì tương lai của xã hội sẽ nghèo nàn, suy yếu. Là người Việt mới đến định cư ở Hoa Kỳ, là cộng đồng non trẻ, các em thiếu nhi Việt Nam sống giữa hai thế hệ xung đột, giữa văn hóa của Mỹ và Việt. Giữ và phát triển văn hóa gốc để hội nhập vào nền văn hóa mới là một nhiệm vụ của những người đi trước, là cha mẹ. Chúng tôi cố gắng trong phạm vi có thể làm được để tổ chức một cái Tết Trung Thu cho các em. Vì các em là nhằm mục đích đưa các em đến gần với nền văn hóa của cha mẹ, của ông bà. Hãnh diện mình là một người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi cảm ơn ông hiệu trưởng Tâm Huỳnh, cô Vân Lê, chủ tịch hội đồng giáo dục học khu Eastside đã yểm trợ cho chúng tôi tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi Việt Nam. Đêm nay, chúng tôi cảm ơn bà Rose Herrera, phó thị trưởng thành phố San Jose, ông Chris Phong, giám đốc học khu Eastside và quý vị giáo sư các trường học, quý quan khách, quý đồng hương đã có mặt trong giờ khai mạc Tết Trung Thu năm 2015. Giáo dục là quan trọng, giáo dục là văn hóa. Một người bác sĩ lầm thì chỉ chết có một người, nhưng làm chính trị mà lầm thì giết cả một quốc gia. Làm văn hóa giáo dục lầm sẽ giết nhiều thế hệ. Giáo dục rất quan trọng, văn hóa rất quan trọng. Chúng tôi mong quý vị trong ngành giáo dục, những chính trị gia hãy nhìn vào thế hệ tuổi thơ và giúp cho các em thiếu nhi được lớn lên trong một môi trường lành mạnh. Kính thưa tất cả quý vị, các bậc trưởng thượng, các cơ quan truyền thông, các chú các bác cũng như ở đây có thầy Thầy Quảng Thường, Vân Lê, chủ tịch học khu Eastside rất vui mừng đón nhận tất cả quý vị đến ngày hôm nay tại khuôn viên của trường YB, là một trong những trường của học khu Eastside. Là người cố vấn cho hai tổ chức là bên hướng đạo những đoàn Bách Việt cũng như là bên Vô Vi Nam, thì Vân Lê rất là vui mừng vì là một trong những người sáng lập viên của Hội Tết Trung Thu từ 1992 và 2011 thì Vân Lê đã nói là nghỉ về hưu, nhưng mà lúc nào cũng muốn đóng góp, lúc nào cũng muốn hỗ trợ cho các tổ chức cái buổi lễ Tết Trung Thu cho các em một ngày rất là vui. Thì ngày hôm nay Vân Lê đại diện cho khu học chánh cũng kính chúc tất cả quý vị có một đêm an lành và hạnh phúc. Ngoài ra thì các em tối nay sẽ có một đêm rất là vui thi khúc phục tài năng cũng như là thi võ và rước đèn Trung Thu tháng 8. Thì Vân Lê không nói gì hơn để mất rất nhiều thời giờ. Vân Lê có vài lời bằng tiếng Anh cho những người ngoại quốc. Ladies and gentlemen,
My name is Van Le, and I'm Eastside Union High School president. I also have with me as Chris Fung is superintendent for Eastside. We welcome the community to come here, especially with our children, and we bring the Children Moon Festival back to our backyard, which is in YB High School. And I cannot say this, I'm so proud that we hosted, you know, this, the two organizations that really took time to organize this event is Scout Bắc Việt and also Bo Vi Nam Việt Quả Đảo. As one of the founder of Children Moon Festival in 1992, we want to promote our culture, and also we want to share our culture with the community, with different ethnic. And we hope that all the students, I mean all the children, can enjoy Children Moon Festival. It's just a festival for children, but I like to extend a little bit more for our students and, you know, and for our JOTC. They can compete each other with tug of war and sasha race. Then I think we're gonna, hopefully next year, we will grow bigger and better, and we can host a little bit more, maybe at, go back to Independence High School. I cannot say enough that thank you for Bo Vi Nam, thank you Liên đoàn Bắc Việt have put this event together. And I'm so proud that we have a good event today. And we want to see that if you're gonna come out and join, we have a lot of booths, like the Walgreens booths, and also insurance booths, and Work to Future booths. So they are here to support the community. So, and just come by and enjoy today. I think it is right now, I think it's, I'm gonna give back the podium, and I think I would like to invite the JOTC from Overfelds, and also from YB, Commander Phuc Nguyen, would you please ask all JOTC members, would you ask them to come up here, please? And now, ngày hôm nay, chúng tôi mời tất cả các em thiếu sinh quân của trường JOTC, JOTC của trường YB và trường Overfelds. And I think you should come up here also. I know you are a leader from the YB. YB, trường YB High School, trường trung học YB. Quý vị có thấy tất cả các em thiếu sinh quân ở đây, các em làm thiện nguyện là một cái điều rất là hãnh diện cho Vân Lê. Có được các em ở trong trường và các em là những thành viên dốt trong xã hội. Và các em đã đóng góp rất nhiều, không những cho hội Tết Trung Thu, mà ngoài ra cũng hội Tết ở trong Fairground những năm về trước. Thành ra đó là cái điều mà Vân Lê rất là vui mừng. All of you will go to set two or three lines. Go. Yeah, so we have a big picture. Ngày hôm nay tôi có ông Tổng Giám Thị Chris Fung. Quý vị, tôi làm việc không công, quý vị. Ông Tổng Giám Thị làm lãnh lương, nhưng tôi làm việc không công. Nhưng mà có ông ở đây thì ông cũng hỗ trợ rất nhiều cho những trường học, và nhất là trường, nhất là các lớp Việt ngữ ở trong học khu Eastside. Học khu Eastside có 12 trường Việt Nam, nhưng mà trong số đó gần 7-8 trường là có dạy lớp Việt ngữ. Quý vị, cho một chờ mấy em. All right, look at this, how beautiful they are. Please give them another round of applause. Quý vị, các em đây là tương lai của cộng đồng, tương lai của đất nước. Thì các em, quý vị thấy không, các em rất là nhỏ, nhưng mà các em đã tham gia vào các công tác thiện nguyện. Và đây là một công tác mà chúng tôi rất là hãnh diện ở trong trường YB. Well, who is the commander? I do it. Alright. It's fun to you come up here, and why don't you come up and come up here? On behalf of the organizing committee, we would like to appreciate JOTC, especially YB, and you have done such a wonderful job and provide a good service for the events. And we also invite you later on to come in outer tent to enjoy the reception. And I have to say that you did a wonderful job, and I myself, as the president of the forum,
Would like to present with our superintendent Chris Fung the appreciation plaque for JOTC Yorbabuna High School. Hiểu về cái cội nguồn của dân tộc, nhất là cái lễ Tết Trung Thu, các em phải hiểu là Tết Trung Thu là như thế nào và Tết Trung Thu gồm có những gì và các em thích như thế nào. Những câu hỏi cũng chung quanh về Tết Trung Thu, về phong tục tập quán cũng như trong gia đình, cách sống và cách cư xử của các em như thế nào. Trong danh sách ghi danh dự thi có 12 em, mà không biết còn cái em nào còn lang thang hay không, mà thấy chưa có đủ em nào mà chưa có lợi điểm danh, xin mời mấy em tới để điểm danh và chương trình chúng ta sẽ bắt đầu trong 1-2 phút nữa. Thân mời tất cả các em thiếu nhi, các phụ huynh, những người lớn có thể đến bàn của hướng đạo để lấy phiếu chụp hình ở chợ Bến Thành, và xin các quý vị có thể đi vòng quanh đây để thưởng thức những món ăn chung quanh cái khu vực Tết Trung Thu. Và chương trình chúng tôi lại bắt đầu tiếp tục sau phần thi tài năng là phát lồng đèn và rước đèn và ăn bánh Trung Thu. Xin cảm ơn. Em thi thì đầu tiên sẽ ra tự giới thiệu tên tuổi của mình và sẽ được hỏi là các em được sinh đẻ ở đâu, ở Mỹ hay ở Việt Nam. Nếu mà các em mà sinh đẻ ở tại Mỹ thì ban giám khảo ưu ái cho mấy em điểm hơi cao cao chút xíu, tại vì mấy em sinh đẻ ở đây mà nói được tiếng Việt thì đó là một cái điều rất là cần cổ võ. Và sau khi phần mấy em trình diễn tài năng thì mấy em sẽ bốc thăm và trả lời 3 câu hỏi. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin trao máy vi âm lại cho MC Kiều Như. Xin mời cô Kiều Như. Lần đầu tiên được gọi là MC, nghe rung quá. Dạ chào các cô, các chú, chào mấy em nhỏ. Cái này bắt đắc dĩ MC, không biết có trục trặc thì Kiều Như phải lên đây. Nên thành ra nói có gì sơ sót, mong các cô chú và các em bỏ qua cho. Bây giờ cái phần thi tài năng bắt đầu ạ. Thì mời thí sinh số 2 hả? Ok. Bây giờ con giới thiệu tên tuổi của con. Con tên là Crystal Mai, năm nay con được 8 tuổi. Con xin kính chào ban giám khảo, ông bà, cô bác và các bạn. Con sanh đẻ ở đâu? Dạ con sanh ở bên Mỹ. Vậy mà sao con nói tiếng Việt giỏi quá vậy? Dạ con đi học trường Việt ngữ. Vậy bây giờ con bóc cái câu hỏi của con ha. Số 2, con bóc trúng câu hỏi số 2 luôn á, hay ghê. Okay, câu hỏi của con muốn đọc hay là cô đọc cho con? Cô đọc cho con. Ok, câu hỏi của con là: ngày Tết Trung Thu gia đình em có làm gì không? Em thích làm gì trong ngày Tết Trung Thu? Ngày Tết Trung Thu gia đình em có làm gì không?
Dạ, ngày Tết Trung Thu gia đình em. Ngày Tết Trung Thu gia đình em. Con bình tĩnh mà Ron. Không sao. Dạ, ngày Tết Trung Thu gia đình em. Đi rước đèn Trung Thu. Dạ, mọi người cho bé một tràng pháo tay để cổ tinh thần cho bé được không ạ? Bé hơi run. Và câu thứ hai của con là: em thích làm gì trong ngày Tết Trung Thu? Dạ, Tết Trung Thu em thích đi hát cho các bạn nhỏ nghe. À, hay quá. À, câu thứ ba của con là: em thích điều gì nhất về ngày Tết Trung Thu? Ngày Tết Trung Thu em thích đi hát và chơi đàn đàn nhỏ. Bé đã trả lời xong cái phần thi của bé. Xin các cô, các chú và các bạn nhỏ vỗ tay cổ vũ tinh thần cho bé được mà. Bé dễ thương quá, thấy con mặc áo dài mà cô biết là bữa nay cô không mặc áo dài. Cảm ơn con. Tiếp theo thí sinh số 2. Dạ. Sao ạ? Cho bé hát luôn hả? Ok. Bây giờ con sẽ hát cái bài gì trong chương trình hôm nay? Dạ, con hát bài Mừng Trung Thu. Ok, bây giờ con bắt đầu được rồi ha. Dạ. Con có sự chuẩn bị.